Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai vừa mổ cấp cứu thành công cho một thai phụ trong tình trạng nguy kịch do gặp phải rau cài răng lược, mức độ hiếm gặp trong quá trình mang thai. Thai phụ 39 tuổi trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, trước đó đã đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để được thăm khám và theo dõi thai kỳ. Khi nhập viện, thai phụ được chẩn đoán có thai 28 tuần tuổi và mắc bệnh lý rau cài răng lược trên sẹo mổ cũ, có biểu hiện xuất huyết mức độ trung bình. Sau 17 ngày theo dõi, đến chiều tối ngày 8 tháng 7, bệnh nhân đột ngột đau bụng kèm theo băng huyết dữ dội. Thai phụ lớn tuổi lại có tiền sử sinh mổ với thời gian gần nhau khiến tình trạng chuyển biến ngày càng phức tạp và nguy kịch. Trước tình hình trên, kiếp trực cùng với ban giám đốc bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn, huy động sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của tỉnh, lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng mổ cấp cứu mẹ và con. Ca mổ diễn ra xuyên đêm căng thẳng suốt nhiều giờ liên tục do bệnh nhân bị rau cài răng lược hiếm gặp, gai nhau đã xuyên qua cơ tử cung và xâm lấn qua bàng quang niệu quản. Trong quá trình cấp cứu và hồi sức, bệnh nhân đã có 4 lần ngừng tuần hoàn. Mất một lượng máu lớn khiến bệnh viện phải huy động nguồn máu từ người nhà hiến máu với số lượng lên đến 10 đơn vị, tương đương với trên 3 lít máu. Sau 4 giờ đồng hồ phẫu thuật và hồi sức, các y bác sĩ đã cấp cứu thành công, giành lại sự sống cho sản phụ và giúp chào đời một bé gái nặng 1,5 kg. Hiện cả mẹ và bé đều đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Đến giờ này thì gia đình cũng rất là trân trọng và cảm ơn, gửi cảm ơn đến tập thể y bác sĩ giữa hai bệnh viện, giữa phối hợp giữa bệnh viện Nhi Lào Cai và bệnh viện Đa khoa Tâm Chân Hường tỉnh để cho được cái thành công kết quả như cháu hiện tại. Phòng tránh vấn đề là rau cài răng lược thì các chị em phụ lên đi khám phụ khoa định kỳ, tránh can thiệp tối đa vào những cái niêm mạc tử cung và tử cung để tránh hậu quả sẽ gây ra bệnh lý rau cài răng lược khi mà mang thai. Việc xử lý thành công một trường hợp bệnh nguy hiểm hiếm gặp đã khẳng định sự bình tĩnh, chuyên môn sâu và phối hợp tích cực của các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi nói riêng và Bệnh viện tuyến tỉnh nói chung. Đây cũng là cơ sở giúp người dân ngày càng yên tâm và tin tưởng hơn đối với ngành y tế địa phương.